Bây giờ thì là tôi đón đi đâu về là hoàn thành rồi. Bây giờ con này đến không gì đến chiều con về cũng là mời con giao lưu thôi. Thế thì thế này, xin ông Thái ơi, xin thực sự là rất cảm ơn cái tấm lòng chương trình của công và gia đình nhà mình, vừa cứu cả tôi. Tôi cũng là chiều này tất cả lo đó cũng cho nhé. Ý là mọi người bảo là sợ anh không quen xe đi nhanh.